con dân cái đời từ và gia đình tiếp theo xin mời gia đình bà Khanh ạ. Vâng ạ, xin mời bà ngồi lâu lắm rồi chưa đến lượt phải không ạ? Vâng ạ, xin mời bà nhận chén rượu hạnh phúc của con cháu đó và cũng như hai bên gia đình ạ. Xin mời gia đình chú Thành Thêu ạ, đến từ Mộc Châu ạ. Vâng ạ, xin mời gia đình chú Thành Thêu ạ. Khỏi sống hơi phương bón là chú Hương là à Hương chú nước là cái bà mẫu à Hương khỏi sống hơi nữa đây gia đình cô Hương bây giờ à Hương thế nào như thế này hảo khăn nữa lại cuốn ra nữa. Na Bánh Chan, Dú Na Hạ, Na Hạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Làm gì? Chưa được rượu. Thế này, thế này. Thế phải là khỏi sống mới ấy lúc mà chúng sĩ năng yêu. Sao mới ai đúng chúng sĩ.
lại sống hơi. Em cảm ơn. Em ấy ảo lầu có trắng này thôi. Sống chém lầu. Sống hơi na mai thương. Na ha. Vâng ạ, na ha. Gia đình à, Hạnh Miền, đó là như là con Mai Thương, Hạnh Miền. Cô Hạnh. Xin mời vâng gia đình anh Quyết là anh Quyết ạ. À. Sống hơi hải hậu Quyết là vâng ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, gia đình anh là gia đình gì? Thanh Tranh ạ, là Hà. Sống ơi, ờ, mà Thanh Tranh. Vâng ạ, xin mời gia đình bác Thơm Phú ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Xin mời dì Thiên Thẩm ạ. Vâng ạ. Xin chào kính mời ạ. Mời gia đình chị Trung Thiều ạ, Nga Nghiêu ạ. Và tiếp theo xin mời vâng ạ, gia đình ông bà Tiến Hương ạ. Vâng ạ, xin chào kính mời gia đình ông bà Tiến Hương ạ. Bà Tiến Hương. Ôm được con ạ. Sống với Hồng Bình các bạn ở cái nơi này. Với vậy sống với Hồng Bình xếp hang tại tỉnh Châu đầu bế này. Thế là ảo lầu con ai Phú ơi, ảo lầu con.
Rồi, 6 con. Sau mới ông Đoàn mà nhớ giữ 5 mắt. Vâng ạ, xin mời ông Đoàn Má. Vâng ạ. Xin mời bác Hồng Tươi ạ. Ôi trời ơi, bây giờ mới đến luôn. Áo sáu. Thế như này, ông xí chén lên đó. Xí chén. Ông cầm nơ. Ông cú em ra. Ông tươi nơ. Xin mời gia đình chú Sinh Thiêm ạ. Chú Sinh Thiêm ạ. Áo Sinh Thiêm. Vâng ạ, xin mời ạ. Và tiếp theo xin mời gia đình anh chị Hành Điêu Trường Cang ạ. Vâng ạ, xin mời anh chị Hành Điêu ạ. Xin mời anh chị ạ. Vâng ạ, xin mời tiếp theo nhân dân. Vâng ạ. Là gia đình ông bà Tiến Châu ạ, Sơn La. Xin mời gia đình ông bà. Xin mời gia đình ông bà. À đại diện sáu phân đi. Hải Phú Yên Gia Tiến Châu. Sáu phân đi Hải Lũng Quyết Kiền Na Hạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Hải Lũng Quyết Kiền.
Vâng ạ, gọi sống ơi. Thank you.
Vâng ạ, gia đình chú Vượt ạ. Xin mời, trân trọng kính mời gia đình chú Vượt ạ. Mai ơi,
sừng này. Bắt mồi.